Xin kính chào quý vị và các bạn. Tôi là Lê Bạch Mai, Phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ, nguyên phó viện trưởng Viện Dinh dưỡng. Xin được chúc mừng sinh nhật Thiens 26 tuổi. Chúc Thiens mang lại niềm vui, sức khỏe đến nhiều người hơn nữa. Better Thiens, better life.